OK, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 thì mình mới bắt đầu chính thức kết thúc cái kỳ nghỉ lễ của mình. Và các bạn dịch thì chắc có lẽ là ngày mùng 5 thì các bạn mới quay trở lại dịch, nên là có lẽ mình nghĩ là phải đến ngày mùng 6 thì mới có chuyện ra cho các bạn được. Rồi OK. Thế như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ truyện là tranh Hắc Án Tây Du. Thì bữa nay mình lang thang trên mạng thì mình đã bắt gặp được một cái bộ truyện phỏng theo Hắc Án Tây Du mới ra, cũng đặt tên là Hắc Án Tây Du luôn. Nhưng mà trước khi mà vào cái bộ truyện này thì mình lại có chia sẻ một chút với các bạn này về cái tiến độ về cái câu chuyện này, thì trong vòng đến cuối tháng 9 thì nó sẽ kết thúc. Và như một số bạn hay nói chậm, nhưng mà thực ra nó không chậm đâu, bởi vì một cái hồi gốc mình đăng lên, như một cái hồi mình đăng lên như thế này thì nó tương đương với khoảng 6 hồi gốc. Từ 6 gốc nghĩa là mỗi ngày trung bình khoảng ra cứ 2 ngày mà ra một chap, tương đương với một ngày 3 chap rồi. Và đương nhiên thì tại sao nó phải chậm, mình đã nói rất là nhiều rồi, bởi vì mình cần phải có đội dịch nữa. Các bạn có thể để ý là bây giờ trên mạng tất cả các bộ truyện khác của những người khác làm thì hầu như họ đã có bản dịch sẵn và họ cứ tiếp đọc theo thôi, chứ hầu như không có ai mà có những cái bộ truyện mà bây giờ các bạn, ví dụ các bạn sở thì Hắc Án Tây Du không có cái bản dịch nào chính thức, chủ yếu là chỉ có cái bản convert. Nó rất là sai phạm và văn phong và cú pháp tên nhân vật rất nhiều, chỉ có như vậy thôi. Còn các bộ truyện khác, nếu mà các bạn để ý kỹ thì tất cả những cái bộ truyện khác mà người ta đọc trên thì hầu như là nó đã có bản dịch sẵn rồi và họ đọc theo thì nó rất nhanh đó. Và còn về phần một số những cái thanh niên ăn theo này, các thanh niên làm lại hay như thế nào đó thì mình sẽ nói ở bên cái kênh Lãng Tâm Kiếm Hào sau. Và đương nhiên là bây giờ cái bộ truyện này mình sẽ cố gắng kết thúc nó thật nhanh sớm để mình sẽ ra một bộ truyện mới. Như mình hồi trước mình đã thông báo rồi thì bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, hình như cả kênh này mình cũng nói rồi là mình đang có một cái bộ truyện khác, nó tên là Âm Mưu Tây Du Ký, tuyệt đối là hay hơn bộ này rất nhiều. Mình nhắc lại là bộ nó có tên là Âm Mưu Tây Du Ký, thực sự là nó hay hơn bộ này rất nhiều, bởi vì bộ này sau theo mình đánh giá thì ở tầm khoảng 50 hồi đầu rất là hay, nhưng bắt đầu đến phần đến hồi thứ qua bắt hồi 50 thì nó có vẻ giảm hay đi một chút, bởi vì nó lại lấy theo cái nhân vật của đa vũ trụ, nó ra ngoài vũ trụ rồi, nên là một số bạn cảm thấy nó hơi giống các tác phẩm của Marvel quá. Còn tác phẩm Âm Mưu Tây Du Ký hồi trước mình demo cho bạn coi sơ sơ một chút thì nó hoàn toàn ở trong bản của giới thôi. Rồi sau xuất hiện các nhân vật âm mưu nó còn ghê gớm như thế này nữa. Và đặc biệt là hiện nay là ở Việt Nam mình hầu như 100% là chưa có bản convert. Nên là mình sẽ cố gắng kết thúc cái bộ này sớm để mình sẽ thực hiện bộ đó sau. Nhưng mà đương nhiên là một là sẽ thực hiện bên kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, hoặc mình sẽ mở ra một kênh khác để thực hiện cái bộ truyện đó, chứ không còn cái kênh riêng kênh này. Sau khi kết thúc bộ truyện này thì mình sẽ quay nó lại cái nội dung ban đầu. Và đến ngày hôm nay sau khi mình gửi cái đơn xét duyệt kiếm tiền cũng chắc được khoảng 10 ngày rồi đấy, nhưng mà bên YouTube vẫn chưa có đả động gì. Có nghĩa là bây giờ cái chính sách của nó thắt rất chặt, nên là như các bạn đã biết tại sao mình sẽ đã có những cái thay đổi trên kênh này và các kênh khác đó, tại vì nó đã có sự siết chặt rất là lớn, kể cả cái kênh Lãng Tâm Kiếm Hào của mình, đó là mặt của mình này, giọng đọc của mình. Và nhưng mà có duyệt kiếm tiền hay không thì mình cũng không có dám chắc, có thể có khả năng vẫn tạch cao. Nên là một số bạn bây giờ là cứ một số thanh niên bây giờ cứ đu bám theo theo làm sử dụng những cái phần mềm gọi là Auto Voice này hay là FPT, có như là giọng đọc tự động đấy, giọng đọc robot đấy, để mà làm YouTube. Nên là mình cũng đến chịu các thanh niên đó. Một là các thanh niên nó chắc là những thanh niên mới 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 làm, hoặc là thanh niên muốn câu kéo cái lượt sub để làm nội dung khác. Thì đấy, cái về cái vấn đề mà các thanh niên đấy thì mình sẽ nói ở bên cái kênh Lãng Tâm Kiếm Hào sau, chắc vài hôm nữa mình sẽ ra mới nói về cái vấn đề nhức nhối đấy. Thì tại vì cũng khá nhiều bạn nhắn tin cho mình đó. Còn hôm nay thì mình nội dung của video này là, thứ nhất là mình muốn thông báo với các bạn là mình đã quay trở lại là thứ nhất này. Cái thứ hai là mình sẽ cố gắng kết thúc bộ này sớm, và cái thứ ba là mình sẽ có một bộ truyện mới, nó tên là Âm Mưu Tây Du Ký, và hay hơn bộ này rất là nhiều. Hay hơn bộ này, mình nghĩ là tuyệt đối là hay hơn. Và như bữa mình coi ở bên Trung Quốc thì nó ra được, hình như ra được 300 hồi. Rồi nó đứng lại, mình không biết tại tại sao, nhưng mà nói chung là các hồi đầu là cũng khá hay lắm rồi, 300 hồi là khá hay rồi. Đó. Ok. Và mục đích thứ ba là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ truyện mới này. Bộ truyện nó không phải bộ truyện mới mà bộ truyện Hắc Ám Tây Du vẽ bằng hình ảnh. Đây. Các bạn nhìn trên màn hình ở đây. Các bạn cứ lên search Hắc Ám chữa truyện tranh Hắc Ám Tây Du nhá. Vô net net truyện coi, đọc từ đầu.
Đây các bạn để ý này, viết Hạc Am Tây Du, tác giả Ma Quân Việt Hóa Comic, tác giả Ma Quân. Mình nhấn lúc đầu mình đọc cái bộ truyện này, mình truyện tranh này mấy mình bắt gặp này, mình nghĩ là cái bộ truyện này do chắc là người Việt viết ra thôi chứ không phải bên Trung Quốc vẽ ra nhá. Mình bữa trước khá cách đây cỡ khoảng 1 tháng mấy trước thì mình cũng nhận được khá nhiều tin nhắn của một số bạn fan ấy, cũng cũng rất là đông tin nhắn: anh ơi, em có thể dùng cái bộ cái chuyện này vẽ ra chuyện tranh được không, hay anh cho ý tưởng này nọ. Mình cũng không biết là có phải là một số bạn fan nào của chuyện này là vẽ ra không, nhưng theo mình nghĩ cái bộ này là người Việt vẽ đấy chứ không phải là bên Trung Quốc đâu đó. Tại vì thực ra cái bộ chuyện này, như các bạn ấy biết, bộ chuyện nó không phải là bộ chuyện nổi tiếng, bộ chuyện nó rất ít người biết, chỉ có sau khi bắt đầu mình bắt đầu làm nó thì một số người bắt đầu mới biết thôi, thì bắt đầu mà nó mới rộ lên và các thanh niên ăn theo rất nhiều. Và thực sự một bộ truyện mà được nhiều người ăn theo thực sự nó đã là thành công rồi, chứ một bộ truyện mà hầu như đăng lên chỉ có một số người xem mà hầu như không có thanh niên nào đả động tới để ăn theo re-up lại này nọ thì đó là nó không thành công rồi. Riêng cái chuyện mà có quá nhiều thanh niên ăn theo để sử dụng câu chuyện để câu kéo, dùng những từ khóa Ám Tây Du để câu kéo đã thực sự đã cho thấy một sự thành công của câu chuyện rồi. Đây, bối cảnh của câu chuyện này mình nghĩ đây là chắc ở, nhìn lúc đầu thì nó giống như là ở ở thiên đình ấy, nhưng mà có vẻ đây đây có vẻ là Bát Đại Kim Cang, nhìn như Bát Đại Kim Cang cũng giống, nhưng mà lại giống như là Tứ Đại Hộ Pháp của thiên đình. Khung cảnh có vẻ cũng hơi khó hiểu, đây là trong phần môn này. Những cái bộ truyện như này, mình xin nhắc lại các bộ truyện, bất kỳ các bộ truyện như này nói về Tây Du Ký, phản Tây Du này, âm mưu Tây Du Ký, nó có rất là nhiều, nhưng mà các bạn nói chung là mình chỉ đọc gọi là để mình nghiền ngẫm và mang giá trị tham khảo và giải giải trí thôi, chứ còn chúng ta không nên lấy cái nội dung đó mà chúng ta phỉ báng này nọ, nó là một điều rất là không nên. Tất cả các bộ truyện này chỉ do con người viết ra và để cho chúng ta mang tính giải trí thôi. Đây đây là hình ảnh của Tây Phương Giáo này. Đây, âm mưu lúc đầu nó miêu tả khá là giống với cái phần hồi 1 hồi 2 của cái câu chuyện Hạ Ám Tây Du, mà các bạn nhớ kỹ là các bạn đọc cái câu đọc cái hồi mà Cố Sự Đường Tam Tạng ấy, là nó mình thấy nó khá là giống. Đây, và cái nét nét vẽ này, các bạn để ý những cái nét vẽ này này, hầu như nét vẽ này không phải của bên Trung Quốc và không có tác giả, theo mình nghĩ là không phải tác giả chính đâu. Đây, cái nét vẽ này mình thấy cảm thấy nét vẽ này nó cũng không được chuyên nghiệp lắm đó. Đây là theo mình nghĩ, đây kể cả những dòng chữ rồi cách nói chuyện như thế này, theo mình nghĩ đây là tác phẩm của người Việt Nam vẽ ra đấy. Theo mình nghĩ 90% là do các bạn fan hâm mộ vẽ ra và đăng câu chuyện này lên, và hiện nay mới ra được tác thứ nhất, không biết bao giờ thì nó ra được tác thứ hai đây, nhưng mà cũng khá là vui đấy. Để các bạn vừa đọc nghe chuyện vừa có chuyện tranh xem thì nó quả thật rất là hay đây. Đó. Đường tăng gì đây, nhìn đường tăng vẽ cứ như là trong các nhân vật thần bí trong truyện Conan đấy. Thời tiết bữa nay cũng mưa mà khá là nóng. Đó. Nét vẽ này thì mình gần như là 90% là của các bạn Việt Nam vẽ ra, theo mình nghĩ là không phải của tác giả Trung Quốc đâu. Đây. Nói chung những câu nói này mang tính chất là phản Tây Du rất là cao, nên các bạn bất cứ bộ truyện nào vậy mình đã nhắc lại rồi. Thậm chí ngày xưa mình còn phải đăng một cái dòng có nghĩa là chuyện này không mang tính chất đả kích bất kỳ một tổ chức cá nhân nào đó. Các bạn fan hâm mộ mình thì cố gắng các bạn không không nên comment những lời lẽ tiêu cực này nọ để ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Nói chung là mình bất cứ một bộ truyện nào thì mình chỉ nên mang tính chất giải trí và tham khảo thôi. Đây, sau khi Đường Tăng nói ta còn có 3 đồ đệ này, chưa bắt giới thiên bồng nguyên soái các kiểu là đều bị tóm cả đấy, đều bị xích cả rồi đây. Tôn Ngộ Không này, bắt giới với Sa Tăng đều bị xích cổ cả đấy. Ngộ Không các đồ đệ xin lỗi hết rồi, đến đây là theo mình thấy là hết rồi này, nó chỉ có một cháp duy nhất thôi. Theo mình nghĩ là chắc vài bữa nó sẽ có cháp mới thôi. Đây, chuyện thì Hắc Ám Tây Du luôn, tác giả Ma Quân. Tác giả Ma Quân mình nghĩ chắc chắn là 90% là của các bạn fan hâm mộ viết ra rồi, chứ không phải là của bên Trung Quốc để dịch lại đâu. Kể cả cái cách vẽ hình ảnh này, rồi các câu thoại này, đó 90% là chắc của người Việt, và những một chắc một số bạn nào đó bạn hâm mộ cái tự truyện này quá, bạn làm rồi bạn đăng lên đấy. Hiện tại thì bây giờ mình đang theo dõi bộ truyện là Đại Thánh Vương. Đại Thánh Vương cũng khá là hay, bạn nào coi cũng, nếu mà trong quá trình mà nghe chuyện mà chờ lâu quá qua coi Đại Thánh Vương cũng được, cũng khá là hay.
Đó, hôm nay mình lại tổng kết lại mục đích chính của cái nội dung hôm nay, cái video này là thứ nhất là mình đã quay trở lại làm việc này, và đến ngày mùng 5 tháng này đây, có nghĩa là ngày mai thì các bạn dịch mới bắt đầu làm việc, có nghĩa là chắc khoảng đến mùng 6. Mùng 6 thì mới ra được chắp tiếp theo, và thứ hai là mình sẽ cố gắng kết thúc cái bộ truyện này sớm để ra một bộ truyện khác tên là Âm Mưu Tây Du Ký. Và bộ truyện này chắc chắn là ở Việt Nam chưa có bản Việt sub, chưa chưa có bản con vợt nào cả, nên các bạn sẽ sau này không cần phải lo lắng là có những cái thành phần khác đu bám vào thì để làm hỏng bộ truyện nữa đó. Và cái phần thứ hai nữa là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái bộ truyện tranh này, không biết của bạn nào vẽ đây. Rồi ok, các bạn cứ có câu hỏi nào các bạn cứ để ở bên bên dưới phần comment thì mình sẽ cố gắng trả lời bình luận cho các bạn. Mình sẽ kể, cứ cái ba video mình sẽ gom lại mình trả lời một cái. Và đương nhiên là mình nhắc lại một lần nữa này, các bạn dịch thì các bạn ngày mai các bạn mới làm, nên là chắc phải mùng 6 thì chuyện mới có. Và chuyện này thì một lại mình lại nói lại, một chat này ra nó tương đương với 600 gốc, có nghĩa là một ngày các bạn coi ít nhất được 2 đến 3 chat rồi chứ không phải ít đâu. Thực ra nó đã nhanh hơn ngày xưa rất là nhiều chứ không có phải là ấy đâu, và trong khoảng 4 tháng, 4 5 hơn 5 tháng là nó hết rồi. Mà chuyện đi rất là nhanh. Và cái bộ truyện mà Âm Mưu Tây Du Ký và Cuộc Chiến Thương Khung thì mình sẽ cố gắng làm ở bên kia, bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào, nhưng mà cũng không biết là khi nào bên kênh nó được bật kiếm tiền. Thì bây giờ cái chính sách của Google như các bạn biết nó rất là khó khăn, thậm chí là cái nội dung hầu như mình tự tạo ra 100% đấy mà chưa chắc là đã được duyệt kiếm tiền đâu. Thế nên vài bữa nữa thì mình sẽ nói về vấn đề một số thanh niên đu bám để làm theo mình, rồi từ từ vài vài ngày nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở cái bên đó. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở hồi thứ 178.